Hương xin chào cô chú, anh chị em. Hôm nay Hương muốn nói rõ một chút về cái chuyện của Thủy. Thủy là hôm nọ Hương với chị Đức chở Thủy đi làm ID. Tại vì nhà thương họ có nói với Hương rằng là khi mà mình vào mổ phải có cái ID. Tức là phải có cái ID. Mà hôm nọ Hương chở Thủy đi làm á, thì Hương mới phát hiện ra là Thủy không hề. Thủy nói là hồi xưa Thủy ở New York Thủy có ID. Nhưng mà từ khi Thủy ca Cali này thì Thủy không có làm lại ID, mà Thủy lại không lái xe nữa, cho nên chưa bao giờ đến DMV hết. Thì Hương hỏi Thủy là tại sao mà qua đây mà không làm ID. Thủy nói ở ngoài đường ngoài xã không mà làm ID làm gì. Bà thật thà bà khai báo vậy. Bà nói đâu có bao giờ lái xe đi làm đi cộ gì đâu. Hồi nhỏ qua Mỹ là 5 tuổi, chưa được 15 tuổi là đã bỏ nhà đi ra ngoài đường ở rồi. 12, 13 tuổi là đã đi ở ngoài đường rồi. Coi như ở suốt ngoài đường, không có đi làm, không có gì hết. Cho nên là Thủy nói nhà ngoài đường ngoài xá mà có ID làm gì. Cho nên Thủy chẳng bao giờ có ID. Cứ như vậy suốt bao nhiêu năm rồi, 30 năm rồi quý vị. Là làm cái ID lại á, là mình là người lần đầu tiên làm ID của California. Thì Thủy phải có thẻ xanh mới làm được ID. Mà Thủy nói thì mất hết, Thủy không còn một cái giấy tờ gì hết. Thủy là bị mất chứ không phải là bị trục xuất nha. Thủy rất đàng hoàng, chưa có phạm tội gì lớn cho nên không có bị trục xuất, nhưng mà tự là mất cái thẻ xanh. Bây giờ mình đi làm lại thẻ xanh, quý vị biết không, 2 năm mới có. Hồi đó Hương làm cho mẹ Hương. Mẹ Hương không phải là mất thẻ xanh, mẹ Hương là làm renew, tức là nó hết hạn rồi mình làm cái mới. Mà khi Hương nộp đơn và đã làm cái renew cho mẹ Hương thì nó gửi cái receipt về, tức là cái giấy nhận là mình đã nhận giấy tờ này kia đó. Nó bảo là mày cần cái gì đến thẻ xanh thì mày lấy cái giấy này đi làm được. Nhưng mà cái tờ giấy đó là mẹ Hương có cái thẻ xanh cũ đã có hình rồi, rồi thêm nó cái receipt là nó đã nhận mình đang làm cái thẻ xanh mới, vậy thì mình mới được dùng. Còn Thủy, nếu mà bây giờ Hương nộp thẻ xanh cho Thủy đi chăng nữa, nó cho mình cái receipt, cái giấy biên nhận là mình đã nộp thẻ xanh. Nhưng mà trên giấy biên nhận đó chỉ là một tờ giấy không có hình. Cho nên mình không thể nào cầm tờ giấy đó mình ra DMV để mình làm cái ID được hết. Phải có cái hình, nó phải chứng thực mình là một người này đã vào nước Mỹ một cách hợp pháp. Rồi từ cái giấy đó nó mới làm qua cái ID. Mà bây giờ khi mà Hương nộp thẻ xanh cho Thủy thì 2 năm sau mẹ Hương mới nhận được cái ID nha quý vị. Mà mẹ Hương là làm lại cái mới thôi, coi như cái kia hết hạn. Tức là mẹ Hương còn đầy đủ cái số thẻ xanh của mẹ Hương, đầy đủ số mọi thứ luôn á, chỉ làm lại cái mới mà 2 năm. Hương nộp vô nó cho Hương cái receipt rồi 2 năm sau nó mới gửi cái thẻ xanh về. Hương nghĩ hơn 1 năm, chưa tới 2 năm nhưng mà hơn 1 năm. Bây giờ Thủy mất, tức là Thủy không biết cái số thẻ xanh Thủy là số mấy, không biết một cái gì hết, thì chắc chắn nó sẽ phải lâu hơn mẹ Hương, tức là sợ còn lâu hơn 2 năm. Mà trong vòng cái thời gian đó thì mình chỉ có cái tờ giấy biên nhận, không có cái thẻ xanh cũ để có cái hình để chứng nhận mình nữa, thì mình không có thể dùng cái đó để mà đi làm cái ID được nữa. Tức là 2 năm sau Thủy mới được đi làm cái ID, mà không có cái ID nó không có mổ cho mình. Rắc rối là như vậy quý vị. Hương gọi Hằng, Hương nói Hằng ơi bây giờ chuyện của Thủy là như vậy. Bà Hằng bà cười quá trời, bà nói vậy tốt quá chị Hương, cho bà ở trong đó luôn đi cho đời bà nó sung sướng, chứ mình đem bà ra làm gì. Chị Hương mà mổ cái mắt bà xong, bà có mắt bà trốn liền, bằng ba như vậy bà còn trốn được chứ đừng nói như vậy. Thật sự là cái tường nó cao qua đầu chút xíu rồi chắc bà bay một cái ra luôn á. Những người mà khi họ nghiện đó quý vị, họ lên cơn họ giống như siêu nhân vậy. Họ bay, họ trốn, họ làm đủ thứ kinh khủng lắm quý vị. Coi như là một cái sức mạnh gì ghê gớm thôi thúc họ, họ làm ghê gớm lắm. Họ như siêu nhân luôn đó. Cho nên Hương nói cái viện dưỡng lão đó bay một phát chắc ra ngoài đường luôn, và không có sợ à, bà trốn một phát là đi mất tiêu luôn rồi. Hằng nói thôi để cái đời bà vậy là cái số bà sướng đó chị Hương, cho bà ở đó đi. Có người hầu hạ như nữ hoàng, người bê ăn, người tắm, người rửa, ngày tuần tắm 3 lần, đến bữa bơ vơ bê vô tận bàn cho ngồi ăn, đồ ăn rất đầy đủ quý vị. Ăn xong có trái cây, có đồ tráng miệng, có kem, đủ thứ, mọi thứ hết á. Không phải kem mà những cái pudding của Mỹ, rồi bánh kẹo, trái cây đầy đủ, không có thiếu một cái gì hết. Cà phê là uống 24/24, lúc nào nó cũng có ở cái bàn chỗ mà phòng chơi á. Ra đó là uống cà phê, rồi có phòng hát karaoke, phòng coi tivi, phòng đánh bài, mọi thứ. Cho nên Thủy chỉ tội nghiệp một cái là không thấy đường thôi.
coi như là người ta ngồi thì nhìn nhìn xem video, còn Thủy ngồi chỉ là nghe nhạc thôi, chứ không thể nhìn thấy thì thấy cũng tội nghiệp. Mình cũng cố gắng hết sức, nhưng mà bây giờ cái chuyện của Thủy như vậy mình đâu có làm gì được nữa đâu. Thì hôm đó Hương đem tới là nó lục thì Hương tưởng nó sai. Hương nói đi nó lại nhiều lần, cái nó hỏi rằng là mày hỏi nó coi nó có bao giờ làm ID. Hương hỏi bà Thủy, Hương mới té ngửa ra, bà nó đâu có làm qua đây rồi đi ở ngoài đường ngoài xá không mà làm ID làm gì, mà cuộc đời chưa bao giờ lái xe đi làm, không có làm. Bà nó ở ngoài đường ngoài xá 12 tuổi là đã ra ngoài đường ngoài xá ở rồi, 12 hay 15 gì đó, cho nên chưa có đến tuổi đi làm. Mà đã ở ngoài đường ngoài xá thì đâu có đi làm nữa, vậy là vậy luôn á. Không có ID, không có thẻ, không có ID, không có driver license, không có gì hết. Thủy nói Thủy đâu có biết lái xe. Vậy là xong, Thủy không có một cái nguồn gốc giấy tờ gì với lại cái DMV hết trơn á. Cho nên bây giờ chuyện của Thủy là như vậy đó. Thì Hương nghĩ là Hương vẫn tiếp tục làm cái đoạn tới. Lần này Hương lên Hương gặp Thủy, chở Thủy ra chỗ Medicare sở xã hội. Hương đổi, Hương mới đọc trên tin tức, nó bảo là khi mình đi từ quận hạt này sang quận hạt kia thì mình không cần phải làm lại cái Medicare mới, mình chỉ đổi cái địa chỉ của mình thôi. Thì mai Hương chở, nó bảo là đổi ở cái quận hạt cũ cũng được, đổi quận hạt mới cũng được. Thì chắc là tuần này, ngày mốt thứ sáu, Hương sẽ đi lên thăm Thủy, rồi Hương chở Thủy ra chỗ Soso để đổi lấy cái Medicare mới, cái địa chỉ của quận hạt mới này, để cho Thủy có thể vô danh sách mổ mắt. Rồi đến cái ngày mổ mắt thì là mình mới tính sau. Lỡ mà mình không có ID thì mình cũng vẫn đem Thủy đi để mình nói cho họ biết. Nếu mà họ đồng ý họ mổ thì coi như cái số Thủy được mổ, mà họ không chịu mổ thì coi như cái số của Thủy bị vậy, thì mình phải chịu vậy thôi, chứ mình không có thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ nếu mà Hương không làm gì thì Hương cũng ân hận, thấy Thủy bị mù hoài cũng tội nghiệp Thủy. Cho nên Hương vẫn tiếp tục làm, đi đổi cái thẻ Medicare cho Thủy để cho Thủy được vô mổ mắt. Nhưng mà đến cái mà ngày mổ không có ID thì Hương không biết sao. Tại nó nói vô đi mổ phải có cái ID. Hồi xưa mẹ Hương đi mổ nó cũng nói hoài buộc phải có ID nó mới ai rồi nó mới cho mổ cho mình. Bây giờ Thủy như vậy thì Hương không biết sao, nhưng mà Hương sẽ ráng tiếp tục đổi cái Medicare của Thủy, rồi xin cho tiếp tục xin cho Thủy mổ. Rồi còn đến ngày mổ Thủy có mổ được hay không thì Hương không biết, nhưng mà Hương cũng sẽ bắt đầu nộp cái thẻ xanh cho Thủy, thì xin cái thẻ xanh cho Thủy, rồi sẽ có được hay không thì Hương không biết. Rồi Hương chỉ có thể biết như vậy thôi. Kỳ này Thủy rất là ăn vạ, Thủy thèm hút thuốc dữ lắm. Hồi xưa Thủy đâu có bị vậy đâu, sao mới đây Thủy thèm hút thuốc kinh khủng luôn. Một ngày hai ngày là gọi phone khóc rồi. Bà quậy, bà nói bà phải quậy để bà được hút điếu thuốc, quậy để cho Hương lái xe lên đó cả tiếng đồng hồ cho điếu thuốc. Thì có lần Hương nói, để Hương vô Hương nói chuyện với họ là họ ở đây họ có cho hút thuốc hay không, nếu cho thì Hương gửi thuốc lá cho Thủy. Bà không cho Hương hỏi, bà nói thôi đừng hỏi, cứ đưa cho tôi gói là được rồi. Hình không biết cho nên Hương không dám. Nếu thật sự mà người ta cho hút thuốc thì Hương gửi cả cây luôn cho Thủy, thì Thủy hút từ từ hết. Đằng này gửi bán gói hình như con ngày hết rồi. Cho nên kỳ này Hương nói Hương phải vô Hương hỏi. Hương hỏi là mày có cho hút thuốc không, tao có được gửi cho nó không, tại nó nghiện thuốc lá lắm, nó không bỏ được. Nếu họ đồng ý thì Hương gửi cả cây cho Thủy luôn để cho Thủy hút. Chứ một gói rồi bà xẹt một cái con ngày hết, cái ngày mai bà gọi bà làm giặt rồi. Hương không có làm được. Cái thẻ xanh Hương sẽ làm. Để bây giờ Hương sẽ nghĩ cách sao Hương phải chở Thủy. À cái này Hương làm online được. Để Hương ra Hương nhờ làm online, làm thẻ xanh cho Thủy. Rồi Hương chỉ biết update tin tức cho Thủy vậy thôi. Thủy rất mập nha quý vị, mập trắng trẻo đẹp gái lắm. Chị Đức nói trắng hơn Hương. Chị Kim Sơn Cali, kênh Kim Sơn Cali có cái video mới của Thủy vừa mới ra, hình ảnh mới của Thủy mà Hương chở Thủy đi làm ID á. Bà còn kể chuyện bà quậy nữa. Bà nói mỗi lần thèm thuốc phải ra ngoài đó quậy một trận được hút thuốc. Ở ngoài chỗ làm việc của người ta mà ra bà quậy một trận để bà hút thuốc. Thì Hương nghĩ ở chỗ này chắc nó cho hút thuốc, nên bà quậy một trận mấy người làm việc đó cho bà hút thuốc. Chắc Hương hỏi rồi Hương gửi cả cây cho Thủy luôn. Nhưng mà quý vị muốn vô nghe Thủy kể chuyện Thủy quậy để được hút thuốc lá, xin mời ghé kênh chị Kim Sơn Cali. Ôi, cái đạp bán rồi.
lì nó đừng đi trùng chân nó đập đầu đất mà đi dây dưới dây như vậy nè. Bán rồi chị ơi. Alex xe đạp còn không? Mất rồi nào. Tốn quá hả? Trời đất ơi. Chưa có chạy được lần nào luôn hả? Có đi ra được cái xăng bơm nhưng nó không có lên. Để về thay vỏ, thay ruột. Rồi để đây nè. Rất dễ mất tiêu luôn. Cái nửa đêm vậy mất tiêu luôn. Vậy là được một ngày hay hai ngày? Một ngày à. Trời đất ơi. Cái trái táo tàu đó là em phải để ra cái rổ. Để em ăn cho nó thông thoáng. Chứ em để trong túi ni lông vậy nó ướt. Xong rồi cái là nó hư thúi hết. Chưa ăn hết mà nó đã hư thúi rồi. Còn cái hột lựu là ăn xong phải nhả cái hột ra, chứ không phải ăn xong nuốt cái hột vô luôn đâu. Cái đó dục đi em không biết hả Alex? Hột lựu là phải nhả ra dục á. Anh Phúc ơi, anh Phúc bị ghẻ khỉ chưa anh Phúc? Có bị ghẻ khỉ không? Ok vậy được rồi, vậy yên tâm chút. Chứ nếu ghẻ khỉ là ghê lắm á. Để chị xuống chị coi cái chỗ thằng Thiện để văng đi miếng bạc. Vậy là hôm qua mất tiêu chiếc xe luôn. Nghe tiếng tưởng em nằm mơ. Trời ơi, ngồi thức thao láo mà kêu nằm mơ. Không. Ủa, bình thường thì đâu xuống rồi đó. Bây giờ đi ngang đây nè, hôm nay Huỳnh nó không có đi làm. Chị xuống chị coi để chị chỉ nói về cái vụ làm cái văng cái miếng bạc cho thằng Thiện á. Chưa văng miếng bạc nữa. Ủa sao chị biết em mất xe đạp? Chị mới hỏi em đây nè. Tối qua là coi như ngủ đến sáng mất hay là nửa đêm mất rồi? Giờ tới sáng rồi. Trời ơi, tới sáng ra là không thấy xe đạp đâu nữa hết. Coi như chưa đạp được chút nào hết. Chưa. Bơm mà sao nó không lên? Lên rồi cái nó xẹp xuống nữa. Ôi vậy là nó bị lủng rồi. Cô ông Trinh ông thay cái bánh xe xong chạy rầm 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 ngon lành. Hồi chiều chị tới chị đem bánh cuốn ông chạy ra ông lấy. Qua lấy xe ngon hơn phải không? Qua xe ông Trinh xe ngon không chị? Xe ông Trinh bị tụt không, lắc lấy cái chip mà có cái... Em biết nhưng mà lấy xe đó không có, xe cái nó nhẹ hơn, xe mất tiền không? Trời lúc hồi nói em lấy chiếc kia em không nghe lời. Trời ơi thay cái bánh thằng chạy rầm rầm luôn. Thôi chị đi vô chị coi cái trò thằng Thiện nha. Dạ. Có cần em đi theo không? Đi, đi chơi luôn. Đâu, nó khô rồi đâu, bị lây nữa. Thu ơi, hút con làm ăn đâu? Lấy thuốc cho lát xuống rồi chứ còn hỏi gì nữa. À, chắc nó khô rồi không bị lấy nữa. Mấy kem đang mua lên. À lát thôi em Phúc không bị phải không? Chưa bị hả? Vậy là không khao đâu. Nếu bị là phải bị rồi. Ai dục cái lát tháo ở đây vậy? Đang phơi. Của em hả? Anh có lát đang phơi bị hư. Nếu mà anh Phúc không bị là không bị đâu. Tại vì nếu bị thì phải bị rồi. Tại vì thì nó qua nhà ngồi là cùng một lượt với em mà. Cho nên nếu em bị là Alex phải bị, Thiện phải bị cùng lượt rồi. Hết 20 chưa anh hai? Chưa. Tuần sau mới được 20. Ờ. Chưa được xài nữa, trả nợ. Thiệt không? Chết rồi. Vậy tuần sau có 20 mới được xài hả? Thì chủ nhật đi phát cơm á thì đem 20 theo cho lát. Sao phút nay mà không xài cho nó cẩn thận thì mình ăn khói mà lấy cái tiền chia ra mình ăn, còn tiền phút tay mình để mình đi chợ ăn cơm. Nhưng mà 5 tháng rồi em đâu có khác chứ. Tại sao vậy? Biết nó sẵn chờ Alex, em phải đi lên em hỏi chứ. Nó không cho apply lại được. Nó nói làm sao mà không cho apply lại? Vì rồi thì nó nói tháng 9 không cho apply lại. Bây giờ lên hỏi nó tới tháng 10. Bữa nay tháng 10 rồi. Để đi lên hỏi. Đi lên nó apply lại đi. Chứ ai cũng có, nó mới thì mình không có. Mà nó cúp mà nó không có nói tại sao cúp hả? Bởi vì em biết store của Level 4 biết ai chơi gọi vô cancel. Rồi bây giờ trời đất ơi bây giờ apply lại thì trục trặc.
Trời đất, sao kỳ vậy? Bữa nay tháng 10 rồi. Ngồi nhà làm gì thì lên xin một tháng được mấy trăm đồng. Thằng Thiện có chia ai không? Không có. Thằng Thiện không có chia ai hả? Sao vậy? Tôi chưa biết mà. Tặng rủ đi. Ừ, em rủ thằng Thiện đi luôn đi. Mới tiền kiếp được không chị? Không được đâu. Còn lâu á. Cái cặp cái chim mở kìa. Vậy hả? Không có khỉ khô gì chồng, khỏi lo luôn. Đó, chưa che miếng bạc lên cho ông Thiện lại nữa nè. Tới nghiên cứu. Cái này mua, chị mua cho anh hả? Cái này là của chị Châu mua. Chị Châu mua cho em cái lều. Có luôn rồi. Với lại của anh Phúc cái lều mà nó chưa về. Thì cái lều nó nhỏ nhỏ thôi. Cái này bự rồi. Ừ. Ông Thiện không có nhà không? Thiện ơi! Em làm gì trong đó? Em nè Huyền. Hai cái cây mà chị lượm về em chẻ ra làm đôi. Đằng trước này cây. Tại sao chị căng một dây vô đây thì dây vô đây là được rồi. Nước nó trũng xuống nó sẽ bứt. Người ta căng cái máy kiểu như vậy rồi sao chị căng bên cây em nó... Căng ra làm sao? Để em nói em căng ra làm sao? Một con dây cục từ bên đây qua bên đây xong bỏ cái bạc nó nằm bên trên đó xuôi nè. Ok vậy cũng được. Một cọng dây từ bên này qua mới này xuống hả? Đào lỗ đó này kia chị ơi, mệt lắm chị, đất cái sao đào. Vậy là không có cần hai cái cây gỗ đó hả? Không, dây cộng dây cục từ đó qua tới đây nè. Cái khúc này nè, xong rồi bỏ cái bạc lên nó nằm xéo vậy nè. Ok vậy cũng được, cũng được. Ok cũng này được. Nó dán lại. Ok vậy cũng được. Ok thôi bữa nào cột. Vậy là cột dây vậy hả không? Coi như mình cột bên này qua bên này nè. Đây này con này cho xéo cho cái miếng gạch nằm xéo để nó nằm lên nó xéo như vậy nè. Rồi mình đóng đóng đấy cây sắt đóng chỗ này đóng cái dính này bên đây vậy. Ok thôi. Nó xéo vậy đó. Vậy cái cửa của nó ở đâu trời? Cửa nó trước hả? Ở đằng trước hả? Rồi thôi được rồi, vậy cũng được. Lấy con nhưng mà rồi. Nhưng mà em làm sao? Em cột cái dây bên này sao em cột được? Được. Đó. Em làm sao em trèo lên nó mà em cột? Biết sao cột được rồi, đem cái thang xuống. Trời ơi, nó làm sao mà cao tới được rồi. Sao em cột xuống là được rồi chị, các chị. Vậy là không cần đi lượm cây gỗ hả? Bây giờ con đi lên lấy quần áo với cái đèn solar không? Chị Châu mua cho em hai cái đèn solar. Bữa nào đã chị với Huyền xuống rồi mới giăng dây. Nhưng mà ông hồi... Nhà của ông bí mật quá, ông chui ra cũng khó nữa. Thiện ơi, em có tiền chia không? Không có hả? Từ xưa đến giờ. Mai mốt thằng Alex đi xin là đi theo nó nha. Đi theo nó lên xin cái mắc mới gì. Thằng Alex cũng bị cúp nè. Thì mình lên mình hỏi tại sao mày cúp tao. Xong mình nộp đơn xin lại. Có xin rồi. Cúp rồi. Nộp đơn hoài à. Thì mấy tháng 6 tháng là lại cúp em lần. Thì em lại lên em xin nữa. Mai đi, mai mốt Alex em đi em dẫn Thiện đi luôn nha. Thế là Medicare hả? Chị nói food stamp chứ không phải Medicare. Food stamp cúp rồi. Cái sổ rồi. Tại sao vậy? Tại phải gọi vô chắc chứ mình phải update nó. Update nó phải update nó hả? Phải gọi update vô. Thôi bữa nay thằng Alex nó đi lên đó là đi lên xin lại đi. Lên phải xin lại có liền à, bây giờ phút tem có sẵn rồi. Lên xin lại nó đưa lại liền, nó không hết ở ngoài đường đó vậy đó. Nó ở dưới xuống đó vậy, nó đưa lại liền à. Vậy là cái thẻ phút tem của em ai đang giữ? Mình đang giữ. Em đang giữ hả? Mà không có đồng nào trong đó hả? Có nhưng mà cancel nó bị cái chạc ở ngay Florida, target của Florida. Cancel. Coi như có người ta stealing tiền của em phải không? Ừ. Stealing thì em phải đi lên lại trên đó. Em nói cho nó biết là tao bị stealing, nó sẽ đền cho em cái tiền đó. Xong nó đền lại cho em tiền đó, xong nó cho em thẻ khác chứ. Bây giờ chị Châu cho em hai cái đèn solar. Chị nói em là em phải để cái đèn sao cho người ta đừng ăn cắp được. Ban ngày thì em để ra ngoài đi. Buổi tối em đem vô trong. Hả? Trời đất ơi, cái Thiện là lúc mà người ta ăn cắp cái thẻ của em, người ta ăn cắp ở bên Florida phải không? Em không có cancel gì hết. Em đi lên đó em nói nó biết nè, tao bị ăn cắp nè. Chị có bố chị cũng bị. Cái chị đem lên nói, chị nói tao bị ăn cắp nè. Tao ở đây mà sao chạc ở bên Florida.
cái là nó em nó nói ok, tao cho mày cái thẻ mới, giờ cái thẻ này đừng có xài nữa. Cái là cho mình thẻ mới, tiền mình vẫn còn nguyên ở trong á. Hôm bữa bố chị bị á. Bây giờ chị không dám chở hai ông này đi, chị sợ ông bị lây cho chị ghẻ khỉ. Sao không đưa thuốc cho thầy hút? Thì bây giờ em với thằng La lắc đi đi thì em đưa thuốc cho thầy hút. Giờ không ơi. Thuốc của em à. Thì em có cần cái xe đạp không? Có cần không? Không cần xe đạp phải không? Để chị đưa cái đèn solar cho ông Thiện nữa. Có. Mở cửa bên này. Thấy cái đèn của nó không? Thấy cái đèn số nào? Hai trong đó mà. Mỗi đơn bịch nào cũng được hết á. Khoan để chị kiếm cái đèn đã. Để chị kiếm cái đèn nè. Đây, đây chị chỉ cho em đàng hoàng nè. Cái này á, cái miếng này là em để ở trên nắng nhà cho có nắng vô nha. Lột cái miếng nhựa này ra. Ủa cái đèn này chặt, đèn chặt. Cắm dây chặt nhà cũng được nữa. Chị ơi, cắm vào nhà chạc cũng được nữa nếu mà vô nhưng nhà. Mà tại sao giờ mình đang ở ngoài rừng? Thì nói thí dụ nó có thể cắm đi. Cắm đây nè. Nhưng mà tối thì em lấy cái này xuống đừng để người ta tới tam giác. Đó. Có hai cái. Chạc xong rồi bật. Hai cái bỏ đây. Thì bây giờ em với anh Thiện đi. Rồi thôi chị về á. Đưa tiền ra được chưa? Rồi. Ok, bye bye nha. Ok. Phương đi lượm cây gỗ về rồi. Phương nói với Huỳnh á là phải đào đất chôn cây gỗ rồi treo miếng bà lên. Hôm nay hai chị em xuống coi. Huỳnh nó nói không cột dây thôi. Phương nghĩ cột dây cũng ok, nhưng mà một cây thì cột được. Cây bên kia sao thấy khó không biết sao, nhưng mà thôi để nó cột. Nó làm để nó cột. Coi như là Hương không có, coi như là Hương không có khỏi cần cây. Bữa giờ Hương đi thu cây dai thường để về làm treo miếng bạc cho nó. Ở dưới nó đào đất đào sao đào cách chỗ đào. Nhưng mà Huỳnh nói treo miếng bạc. Trời ơi Hương mệt ông Thiện ghê. Về ông đi xuống suối Gia Hân đã đưa cho ông cái thẻ food stamp rồi. Ông xuống đây ông xài rồi xong bị người ta ăn cắp food stamp. Tại vì Hương, hồi xưa bố Hương cũng có bị rồi, bố Hương đang ở bên đây. Mà nó đâu ở bên tiểu bang Florida, nó xài hết tiền food stamp của bố Hương luôn. Cái ông nói, ủa sao kỳ vậy? Tại vì Hương không có biết gì hết, đến khoảng giữa tháng Hương mới đem thẻ food stamp của bố Hương đang đi chợ. Thì thấy nó mất, thế là... Đâu? Đó, nó. You must have them. Thế là Hương mới chạy lên trên chỗ sở xã hội nói là tao bố tao thì ở bên này mà bố tao không có đi chợ được, tao đi thôi, tao không có đụng gì tới đây hết mà sao tự nhiên giờ ai ở Florida xài hết tiền của em bố tao rồi. Thì nó bảo thôi giờ bỏ cái thẻ này đi, tao cho cái thẻ khác, tại có người biết được cái số mật mã của mình, tao ăn cắp của mình rồi. Nó có đưa tiền kia, bơm tiền kia vô cho mình không? Có, nó trả lại hết cho mình. Bây giờ Hương nó bị ăn cắp của bố Hương hết 200 đồng, họ trả lại 200 đồng khác xong họ cho mình cái thẻ mới cho mình xài. Rồi ông Thiện ông cũng bị vậy, ông nói rằng là ông cũng bị người ta ăn cắp như vậy. Nhưng mà ông đi ông cancel cái thẻ ông xong rồi ông chẳng có đi ra, ông nói ông có tiền trong đó, ông còn đầy tiền trong đó. Mà lúc ông thấy nó ăn cắp tiền của ông bên Florida, cái là ông cancel cái thẻ đó, là coi như giờ tiền trong đó cũng mất tiêu luôn rồi.
Thiệt không, mệt mấy ông này ghê vậy. Mà hôm nay mà Hương chở nó đi thì Hương vô Hương làm giấy tờ luôn. Mà hai ông ghẻ Hương sợ, Hương sợ lây, chưa dám chở hai ông. Nó khô rồi, nó khô mày hết rồi đó. Tụi nó tầng hai tầng nó hết rồi, nó thành tẹo. Trời ơi mệt ghê vậy đó. Chứ không phải là nó xài hết tiền, mà cũng không phải là Gia Hân giữ thẻ nó. Gia Hân đã đưa cho nó rồi, nó đi xuống suối nó xài nó ăn rồi. Sau một ngày nó biết được là nó bị người ta ăn cắp ở bên Florida, cái nó cancel cái thẻ nó luôn, là coi như mất hết tiền trong đó luôn. Trời ơi, hai cái ông này thì thương mệt ghê. Bị rất nhiều quý vị. Bố Hương bị một lần phải không? Bữa sau bố Hương bị lần thứ hai. Trời ơi, bị hai lần á. Lâu lắm, bố Hương bị lâu lắm rồi. Giờ hai ông này ông bị vậy xong ông đi ông làm vậy, ông đi ông cancel cái thẻ của ông mất tiêu rồi. Gì mà nó phải chạy lên nó phải phàn. Phải đi lên nó nói cho nó biết là tao bị ăn cắp ở bên Florida, ăn cắp thẻ tao. Thì nó cancel cái thẻ của mình xong nó cho mình cái thẻ khác. Ông đi ông tưởng cancel cái thẻ ông phải là tiền bạc chỗ ông trong đó mất hết rồi, ông nói nó cancel rồi cho nên mất hết rồi. Trời ơi không mệt ghê vậy. Hương nói Alex, bây giờ thằng Alex mất luôn tiền GA, bị cancel làm sao nó mất tiền tiền GA. Tại tiền GA là mình phải report, bao lâu đó mình phải report một lần, mà nó không report là nó mất, người ta cancel. Cái đó là mỗi tháng chị phải report. Thì phải lên làm lại từ đầu, hình như 6 tháng report một lần. Thì nếu mà không 6 tháng nó không nhận được report của mình, nó cancel của mình, phải đi xin lại. Giờ Hương nói hai ông dẫn nhau đi, ông thì xin thẻ full time, ông thì đi xin tiền GA. Kêu hai ông đạp xe đạp đi rồi Hương đi ra đó. Tụi này là coi như nó bỏ luôn đó quý vị. Thằng Thiện có cái thẻ hút xem là lâu bao lâu được không biết nữa, mà vậy là nó bỏ luôn, nó không có làm lại. Mà biết nó có ID trong người đó, phải có ID nữa nên cái chuyện mà chụp ID thì thằng có giữ thẻ Medicare, thằng có giữ, coi như nó muốn xin là nó xin là được, nhưng mà tụi nó có chịu đi đâu. Để Hương apply online cho nó. À đúng rồi, apply được online. Phải có đó đó, nó chị kinh phong mới sạch lại cho nó hỏi chị. Ờ, để chị bữa nào chị lấy cái phone này nè. Bữa nào mình xuống mình cột dây á, chị lấy cái phone này nè. Chị làm online cho nó. Chị chứ không, chị vô chị đưa tiền cho chị, đã đưa cái phone cho chị Tâm. Coi nhà đó. Đẹp lắm, nhà đẹp lắm em ơi. 200 ngàn mà không đẹp sao được. Bán đồ. Ở đây bán buôn phải có khu. Cái khu mình khu nhỏ, không ai bán gì hết, cho nên phải lên xe chạy đi tới cái khu bán buôn đó là mới mua được ổ bánh mì ăn. GC thôi sống phải biết buông bỏ. Để bụng làm gì, theo chị nghĩ chị chưa bao giờ làm mất lòng ai trên mạng xã hội. Vui thì nói chơi cho thôi thoải mái, không vui thì sẽ không bao giờ nói vậy thôi. Ủa cái chuyện gì chị, sao có cái chuyện gì chị? JC nói em nghe coi. Đừng hiểu lầm, chị với gia đình em có gì mất lòng đâu mà lóc chị. JC là JC gì, qua mình chơi rồi đi thăm chị Thủy không nhớ hả? Sao lóc chị lại? Không, ai không phải là chị. Chị Hương ơi, bố chị Hương khỏe không? Thấy kêu em, bố chị khỏe. Khe Nguyễn Huỳnh, bữa nào qua Singapore ăn đồ tàu ngon lắm mà rẻ lắm. Ông Huỳnh rất ước mơ nhưng mà ông không có giấy tờ, ông Huỳnh không có được đi đâu. Hai hai Du Dương này cứ ngỡ em là con gái mà ai ngờ giống ông của Ken. Ông của Ken là con trai hả? Ừ, làm ai cũng mộng. Nguyễn, hello hai chị em, hello làm, chị Jay. Làm ai cũng mơ mộng. Nghe tên Du Dương ai cũng mơ mộng. Nhiều người hỏi Hương lắm á, Du Dương là con trai con gái? Nhiều người hỏi lắm, cái Hương này Du Dương con trai.
cái thất vọng hết, ai cũng thất vọng chứ, nghe anh trai thất vọng. Anh trai làm gì mà thất vọng trời. Tự nhiên nghe. Chào hai em Hương Huỳnh, chúc nhiều sức khỏe nha. Jonathan Sài Gòn, xin chào cô Hương và chú Huỳnh. Chào, Loan Thu, chào. Việt Nam 7 giờ sáng nha chị. Thảo Nguyễn, bữa nay ăn Huỳnh có giá dữ. Cô Hương mừng muốn chết. Trúng mắng trúng số rồi. Bán được cái ông này đi rồi, gã bán được cái ông này. Chừng nào ba tới đó em đem xuống cho bà. Ngồi áo lách cho chị đi. Thôi em có ăn xôi chè không, chị lên cầu. Ừ, ngồi áo lách cho chị nha. Chết rồi, em khóa cửa rồi Huỳnh. Thì ra đi chịu khóa cửa. Đó. Đưa cái tay lại gần gần cho tôi coi. Không bị đâu. Ở dưới có đứa nào dưới đó? Có khách đi. Ma Lách mới vừa lên đường. Ma Lách đi đâu? Về vợ. Nó đi đâu á? Nó lên coi. Nó còn khẽ khỉ nhiều không? Khô hết rồi, thằng ổng khô hết rồi. Có thằng Thiện Ma Lách với ai bị nữa? Ông Phúc thì không có bị nhiều. Ông Phúc có bị ít hết hả? Ít thôi. Bị chỗ nào? Em không bị. Ông Phúc bị chỗ nào? Bít gót chân không bị. Chết cha. Bị giống như trai vậy thôi, đúng rồi. Bị trai hả? Trai thì không phải ghé khỉ. Ghé khỉ thì phải có mụn nước rồi mũ ra. Rồi dưới đó là bây giờ chị múc nước nha. Được. Giờ em không có cái gì sao em bê nước. Giờ em chạy xuống em lấy cái gì em đựng nước chứ. Thôi chị cho em cái rổ này luôn nè. Cho đi. Bắt đầu rồi. Tu ly. Rồi được rồi. Rồi, ok chị. Thank you. Ừ. Hôm qua lấy được nhiều đồ ăn không? Rồi hôm qua nó đưa cho em đúng không? Ok. Tại vì bị nước chết xương. Ừ. Nước chết xương sống không là sao? Nên uống thuốc đó đó nên nó làm ngủ. Ok. Rồi đi ông hai không có đẹp cái xe chạy được rồi hả? Mới mua không?
Trời ơi, ông có xe ngon nữa, ông chạy rồi nè. Ngon chứ con A là cái xe đó nó nặng. À. Chiếc này mắc tiền lắm phải không? Chiếc mà. Với tao được không? Thay cái bánh là chạy được hả? Thay bánh chạy được rồi. Ngon lành không? Ông không đem cái gì hết sao đựng? Dạ đưa muốn mấy đồng cũng xấu lắm, đủ rồi phải không? À, đây là chiếc này chị tính. Giờ ông có cái gì hết sao đựng? Chè, nước, rồi bánh cuốn, bánh bèo nữa. Mày nói chứ không nói rồi biết không? Mày biết. Nước, khỏi lấy nước đi. À, thôi bỏ đây nè, giấy tờ của ông nè. Bỏ vào trong giấy tờ luôn nha. Ok, chơi luôn. Bỏ chè vô đây. Vậy có lấy nước được không? Không có chỗ được nước. Cái hũ bự hả? Không, có ly à. Ly bỏ đây. Ok, lấy 2 ly hả? Ly đỏ hả? Ờ, ở đó được. Ghê đổ. Vậy thôi, không lấy nước được. Ai giờ không khóc qua. Từ tử vậy. Ok. Không được tự ngồi đó, từ tử nè. Ờ. Ngồi đi chơi với từ tử gì. Ai biết. Có xe ngon không? Xe giờ ngon. Giờ gửi lời cảm ơn chị khán giả đi, chị Mạnh Thường Quân tên là chị Loan. Chị Loan. Ờ, cảm ơn chị Loan đi. Cảm ơn chị Loan nhiều. Xe quá đẹp. Quá đẹp phải không? Huỳnh nói xe này xe hiệu á. Xe hiệu á, đúng rồi đó. Quá ngon rồi. Cô ai là cũng giống như chiếc này nhưng mà nó là hiệu khác. Tính là xe hơi đó là Toyota Avalon đó. Không có Camry á. Ok. Có ngồi thiền cho chị chưa? Em có ngồi thiền cho chị không? Thì em. Trời ơi ông hai sao không ngồi thiền? Đâu? Thiền đâu? Ông này nè, ông kêu thiền ở dưới á. Thiền ở dưới đó đó, chị cho nó chuyện đi. Không, không chịu gọi nó lên, chịu nó xuống đó. Bây giờ chạy xuống theo đi. Xuống kia rồi. Chưa, lấy nước đã. Rồi chạy xuống hoàn thiện lên cho chị nha. Ok. Nó đang ngồi dưới đó ngồi hay nó ngồi cái. Em ơi nó đang ngồi dưới trời ăn lát hay nó đang ngồi kìa, bị giống nó kìa. Không làm gì vậy? Chưa. Nó cái đó cái gì á? Không có, ở đâu không phải. Không bị nữa. Bị thằng Thiện nó đang dưới trời ăn lát hay nó đang ở trời nó. Hả? Ngồi. Không. Thằng Thiện nó đang ở dưới trời của Alex hay nó đang ở trời nó? Trời gọi Alex gọi nó lên đây cho chị, có Mạnh Thường Quân gửi đồ cho nó. Bây giờ coi thử có khán giả nào nói cái gì nữa không nha. Ui hết chưa cài vô. Còn cái ông Hoàng ông Dũng nó ở đâu? Ông đây ông đây đó. Muốn ghé vô kiếm ông không? Ờ ghé cho ông. Ông Hoàng Lùn đó. Thì hứa với người ta phải cho người ta chứ. Ông Hoàng Lùn đó quý vị. Ông chạy vòng 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 xong bữa ông nói bữa nay thì ông kêu ông mời. Chạy đường sâu đường này. Chị không biết. Ông nói ông mời cho sơ mà. Ông ở chỗ King Burger thôi à, ông không có nói đằng trong trước gì hết á. Hôm bữa là ông làm cái chòi ở ngay trên đường luôn. Xong cái bữa đó thì ông lại nói giờ ông dọn đi. Ông qua ông ở với thằng Thái. Xong đâu không thấy lái thấy ông lang thang ở đó, ông chạy theo có gì vậy ông anh đâu. Đâu có đem giờ ông đâu mà cho ông anh. Thái thì có tiền vì ông mới gần nó được. Chừng có tiền đâu cho gần chuyện gần nó. Rồi chạy vô đi. Thấy ổng thì cho ông ăn. Hôm bữa ông làm cái tròn ngon lành lắm á. Xong rồi cái nên mình gọi các khán giả nói gì không? Chưa có. À K
cái chòi ông làm tan bằng hết rồi. Ủa, ông vẫn còn ở đây. Ở đây vẫn còn có cái chòi, để chị gọi ông coi. Anh Hoàng Lùng ơi, ăn xôi không? Đưa bánh cuốn cho anh đi, bánh cuốn. Đâu có bánh cuốn đâu, cho tụi bên anh lắc hết rồi. Hả? Ăn một chút thôi. Mà em chú ăn cái gì không? Rồi ra đây ăn. Yeah. Lấy xôi, có xôi nè. Bây giờ là vẫn ở đây phải không? Mở cửa Huỳnh ơi. Tại sao nhiều chuyện? Chuyện gì? Sao sao có chuyện gì? Cái bài này. Bài này là anh sao? Bơ cái nhé. Ờ. Hồi đó giờ, bà mở cái tiệm này, bà kêu bây giờ thịt đem tới, mà có thịt tới hoài. Có thịt tới hoài hả? Có thịt làm hoài. Trời ơi, vậy là bà giết người bà làm thịt hả? Ai? Ông mồm mình ngạo, em nói là bà đó không bao giờ mua thịt mà có thịt làm hoài. Đúng rồi. Rồi thôi, một ly chè thôi. Rồi, gói xôi ly chè. Nước à? Có nước không? Uống. Một nửa thì sao làm? Cho hạt thêm hai cái. Không, tại vì mình có nhiều người nữa. Em còn gần đâu đó. Ai? Ngồi ngủ mà giống. Thằng nào? Bạn làm cho bà nha. Nó nói là bà không bao giờ mua thịt mà có thịt làm hoài hả? Rồi. Vậy là bà lấy thịt người ở đâu ra? Đi. Thịt người ở đâu ra? Thì để đi. Sao khiến tủ lên? Sao khiến tủ lên để dựng chòi giờ? Hả? Tủ đó. Cái tủ đó nặng. Khiên lên không? Rồi cái chòi có chút xíu rồi. Khiên che nữa trời. Để mình đập đó. Đập gì? Đập cái tủ đó ra. Khiên cái tủ để nó làm cái mái luôn. Em phụ anh khiên lên đi. Muốn không? Muốn Huỳnh nó phụ ăn khiên lên không? Có chỗ nằm á? Nó có rồi chị. Nằm á? Ừ, em nói anh có. Đập ngay giữa nè, nằm những người đó mới được rồi. Cứ để cho đi, để nó tự làm. Sao sao? Cái bà bán hamburger đó mà không bao giờ mua thịt hả? Bà muốn nệm không? Có nệm không? Sao sao? Bà sang cái tiệm này. Rồi có chịu được. Dân còn là tà la của lòng, đâu biết làm nữa. Rồi làm, rồi không có như có thể bán được. Rồi không mua thịt mà có thịt bán hoài. Quá ghê rồi. Thôi đi lên ăn xôi đi anh hai. Anh nói không có mua thịt mà có thịt bán hoài. Hồi nào anh thấy không đứng đâu nhìn hoài. Không bao giờ thấy mua thịt luôn. Quá ghê, quá ghê. Không có Mỹ mà không nói vậy. Ở Việt Nam mà nói vậy ta tưởng thiệt đấy em. Người ta đi đùa. Hôm nay ông Trinh chạy chiếc xe mà hôm qua chị em Loan cho ông Trinh chạy rầm 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 luôn, ngon lành lắm. Huỳnh nói xe đó là xe hiệu á, ngon lành á. Ông Trinh thì ông giữ được lâu mà ai ăn cắp của ông tức lắm. Có xe đạp ở đây đi rồi, xe đi rồi đó. Ông Alex có xe đạp chạy rồi. Chiếc xe Alex là khỏi sửa với anh lên đạp luôn á. Xe ông Trinh thì phải sửa cái gì đó, ông Trinh giữ không rồi. Thay cái bánh xe thôi, ông có ông Trinh thứ bảy giữ bánh xe. Xong rồi hôm nay thì ông gặp ông Alex. Ông có xe đạp cho ông đạp đi chơi rồi.